đất nước Campuchia, nơi lịch sử và văn hóa kết tinh thành những di sản vô giá, từ kỳ quan hùng vĩ đến con phố đầy màu sắc và hương vị ẩm thực đặc trưng. Chỉ với 4.390.000 đồng, ưu đãi đặc biệt giảm 26% từ hot deal, trải nghiệm hành trình 3 ngày 3 đêm, khám phá di sản văn hóa và lịch sử độc đáo của Campuchia cùng công ty du lịch Hải Đăng. Khởi hành mỗi thứ năm hàng tuần, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu mở cánh cửa của hành trình tâm hồn tại Siem Reap, nơi mỗi góc phố, mỗi viên đá đều kể lên lịch sử huyền thoại, những trang sử văn hóa vô giá. Đền Bayon với công trình kiến trúc hàng trăm khuôn mặt khắc trên đá, phản chiếu những câu chuyện về lòng nhân ái và trí tuệ. Mở ra cánh cổng thời gian tại quảng trường đấu voi, sở hữu nhiều chi tiết trang trí hình voi trên phù điêu đá, dẫn lối ta về với quá khứ huy hoàng của Campuchia. Tham quan kỳ quan của thế giới đền Angkor Wat đẹp hùng vĩ và tráng lệ, biểu tượng của sự bất tử trong tâm hồn sẽ khiến lòng xao động trước sức mạnh của ý chí và tài năng con người. Chuyến đi còn đưa bạn đến với quảng trường Hoàng cung Siem Reap với kiến trúc đặc sắc, điểm hẹn của sự kiện và lễ hội văn hóa của thành phố. Và chúng ta sẽ viếng Dị Tép, một trong 4 vị thần linh thiêng của Campuchia, hiểu về văn hóa tâm linh để thêm kết nối với đất nước và con người nơi đây. Nối dài trải nghiệm, thách thức bản thân với những món ăn độc đáo tại chợ côn trùng, ẩm thực đường phố phong phú, không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về sự sáng tạo và tinh thần vượt qua mọi giới hạn của con người. Tiếp bước đến Khơ Bèn, nơi lịch sử và hiện đại hòa quyện, mỗi tòa nhà, mỗi con đường đều là một trang sách mở của quá khứ và hiện tại. Đài tưởng niệm chùa vàng, chùa bạc, tượng Phật ngọc lục bảo, biểu tượng của quốc gia, minh chứng cho câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của người Campuchia. Cuối cùng, không thể bỏ qua cơ hội mua sắm tại chợ Phattamay, mang về các món quà lưu niệm lưu giữ lại câu chuyện, kỷ niệm tấm lòng mà bạn mang về từ mảnh đất chùa tháp. Hành khách còn được lưu trú tại các khách sạn 3-4 sao sang trọng như Rodiana City Encore tiêu chuẩn để nghỉ ngơi thoải mái, chuẩn bị cho những trải nghiệm mới mẻ của ngày tiếp theo. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy liên hệ ngay với Hot Deal để nhận được tư vấn và đặt tour.